Chào mừng các bạn, đây là server Kungun. Mình làm video để chỉ cho những bạn nào mới vào server cách chơi server. Thì là tuy rằng mình đã có làm quyển sách để hướng dẫn, tuy nhiên vẫn có một vài newbie vẫn không biết cách chơi. Chúng ta bắt đầu. À, ở đây có hòm thư ý kiến thì các bạn có ý kiến gì thì cứ thả vào, mình sẽ đọc và sẽ tiếp thu các ý kiến từ các bạn. Và đây để có súng, các bạn những ai mới vào thì các bạn nên mua 30 cục đất hay đất. Và đây có chữ rookie, nghĩa là khi mới vào server các bạn mặc định sẽ là cấp rookie. Và đây các bạn có M16, MP5, những súng cơ bản nhất và rẻ nhất cho các bạn tập làm quen chơi với server. Và như các bạn thấy, súng có độ giật và súng phải cần có đạn mới bắn được. Tiếp theo chúng ta sẽ mua đạn. Chuột phải để mua. Ở đây có nhiều loại đạn, tùy vào loại súng các bạn sẽ đổi đạn phù hợp. Nếu các bạn đổi sai loại đạn, đương nhiên súng sẽ không thể nạp được loại đạn đó. Bấm Q để nạp đạn. Các bạn thấy số lượng đạn đây đã bị từ 64 để giảm xuống 57. Và đây là Monster Arena, khu vực để các bạn kiếm tiền. Quỷ nhện phá video. Rồi đây, chuột phải để sử dụng và sọt gân thì chuột trái. Một mẹo nhỏ chỉ cho các bạn là các bạn hãy giữ ship, như vậy sẽ tăng chính xác của súng. Tuy nhiên độ giật súng sẽ chỉ tăng chính xác chứ độ giật không thể cải thiện. Và khi các bạn như các bạn thấy là bạn sẽ được thưởng nếu như khi giết quái vật ở đây. Và item bạn kiếm được ở trong đó các bạn sẽ bán vào đây để kiếm thêm tiền. Tạm thời thì đây chỉ là video để hướng dẫn cơ bản đầu tiên nhất. Chúc các bạn chơi vui vẻ. Cool the Jam off.